quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Như vậy có cơ sở để khẳng định các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Cũng trong ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, cùng hai bị cáo khác là Phan Hữu Tuấn, 63 tuổi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, và Nguyễn Hữu Bách, 55 tuổi, nguyên cán bộ của Bộ Công an về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo đó, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, đã phải nhận mức án 9 năm tù. Bị cáo Phan Hữu Tuấn, 7 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hữu Bách, 6 năm tù. Những bản án trên không chỉ cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật mà còn thể hiện rõ quyết tâm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công an quân đội đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 của Đảng. Cái việc xử lý như thế là dân là người ta tán đồng và người ta rất là mừng, khơi dậy cái niềm tin của người dân đối với cái sự lãnh đạo của Đảng. Đấy là cái quan trọng nhất. Thế còn vấn đề xử bao nhiêu năm, trả lại bao nhiêu tiền thì cái chuyện đây lại là cái chuyện khác. Quan trọng nhất là cái quan điểm trong cái chỉ đạo, trong cái xử lý, nó là phải kiên quyết, không có vùng cấm và không có cái trường hợp nào ngoại lệ cả. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin báo đài thì tôi thấy việc xét xử vụ án đã diễn ra minh bạch, nghiêm túc. Các đối tượng bị truy tố đúng người, đúng tội. Điều này cũng thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, nhà nước, của quân đội trong công tác phòng chống tham nhũng. Thưa đồng chí, khi mà những vụ án trên được đưa ra xét xử thì cảm nghĩ của đồng chí là như thế nào ạ? Khi những vụ án trên được đưa ra xét xử thì cảm nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy rằng đây là sự quyết tâm rất lớn của Đảng, nhà nước và của các ngành, các lực lượng, và trong đó có quân đội, công an tham gia và chống cái tiêu cực. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là cái lời chuông cảnh báo đối với tất cả chúng ta, dù bất kỳ là ai, giữ cương vị công tác nào, nếu như vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh và không có vùng cấm ngoại lệ. Vâng ạ, đó là quyết tâm của Đảng, của lực lượng vũ trang trong công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực trong nội bộ quân đội và công an. Thế còn đối với việc răn đe cảnh báo thì việc đưa ra xét xử những đối tượng nêu trên có tác động như thế nào ạ, thưa đồng chí? Cái tác động răn đe rất là lớn. Trước hết là đối với những người mà đã, đang và sẽ có ý định mượn danh quân đội, mượn danh công an để làm những cái điều tiêu cực vi phạm pháp luật của nhà nước. Nhưng mà đồng thời nó cũng cảnh báo với cả những đồng chí cán bộ, đảng viên đang tham gia công tác có chức có quyền thì cũng cần phải có những biện pháp để tự tu dưỡng, tự rèn luyện để tránh khỏi mắc phải những cái tội lỗi và khuyết điểm như vậy. Qua đó đã tạo được những dư luận như thế nào trong xã hội ạ, thưa đồng chí? Cái tác động đấy đến xã hội là rất lớn. Trước hết thấy được cái tính nghiêm minh, kỷ cương của pháp luật, tạo được cái lòng tin, cái sự đồng thuận, sự ủng hộ của nhân dân đối với công an, với quân đội. Như đồng thời thông qua cái cuộc chiến này thì cũng đã tạo ra cái tính lan tỏa, tác động tới toàn xã hội, và mỗi một người công dân trong xã hội đều ý thức được mình cần phải tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh này để cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong xã hội. Vậy thì vì sao trên một số trang mạng xã hội vẫn có những ý kiến trái chiều lợi dụng những vụ việc trên để mà xuyên tạc, phủ nhận vai trò của lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là việc đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ạ? Trước hết phải khẳng định là tuyệt đại bộ phận nhân dân là đều tin tưởng, đều ủng hộ Đảng, nhà nước, quân đội, công an tham gia vào cái cuộc chiến chống tham nhũng để làm trong sạch nội bộ. Nhưng bên cạnh cái tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ đồng tình như vậy thì vẫn còn một bộ phận có những cái quan điểm trái chiều. Thì tôi cho rằng đó là xuất phát từ cái mục đích, từ cái động cơ, từ cái lợi ích khác nhau, cho nên họ chưa hiểu hoặc họ cố tình không hiểu. Và đặc biệt đối với những cái phần tử cơ hội, những cái phần tử phản động thì nhân những cái sự việc đó thì họ lợi dụng để thổi phồng, bóp méo cái hình ảnh của lực lượng vũ trang, hạ thấp vai trò của lực lượng vũ trang, của quân đội, của công an trong cuộc đấu tranh tham gia chống tiêu cực trong xã hội. Vâng ạ, đúng là với những người mang tâm địa xấu thì không có gì mà chúng không lợi dụng được, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng điểm lại một vài cách thức mà họ đã lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo hình ảnh của lực lượng vũ trang khi chúng ta kiên quyết điều tra, truy tố những cá nhân vi phạm pháp luật qua hai vụ án Đinh Ngọc Hệ và Phan Văn Anh Vũ. Lợi dụng việc những cá nhân từng phục vụ trong lực lượng vũ trang bị pháp luật xử lý vì những sai phạm trong công tác, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn, chống đối chế độ đã có nhiều chiêu trò xuyên tạc để hạ thấp, bôi nhọ vai trò hình ảnh của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cổ suý cho việc tước bỏ chức năng làm kinh tế của quân đội. Với lý lẽ như lực lượng vũ trang phải được chuyên nghiệp hóa, quân đội chỉ cần tập trung vào huấn luyện, chiến đấu là đủ, còn làm kinh tế thì cán bộ quân đội, công an còn sai. Nham hiểm hơn, chúng còn lợi dụng những sai phạm của các cá nhân trong hai vụ án này để bôi nhọ truyền thống, phẩm chất cách mạng, tinh thần vì dân vì đảng của lực lượng vũ trang cách mạng. Không chỉ có vậy, những kẻ tự xưng là nhà yêu nước chân chính nhưng nhận tiền bố thí của các tổ chức phản động trong và ngoài nước còn cố tình nhắm mắt nói bừa rằng xử Đinh Ngọc Hệ và Phan Văn Anh Vũ như vậy là chưa nghiêm, chưa hết đối tượng, đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội để phát tán những ý kiến độc hại này nhằm hướng lái dư luận, tạo sự nghi ngờ, không tin tưởng vào kỷ cương phép nước cho một bộ phận người dân. Qua clip trên thì đồng chí có bình luận gì ạ? Qua clip trên đấy thì tôi thấy rằng trước hết đây là những quan điểm nó cổ suý cho việc cái xây dựng quân đội theo kiểu chuyên nghiệp, quân đội trung lập, quân đội đứng ngoài chính trị, và từ đó để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và làm cho quân đội ta là xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, rệu rã về tư tưởng mà không đủ sức mạnh để làm tròn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua clip này thì cũng thấy rằng là phủ nhận vai trò, nhiệm vụ, chức năng của quân đội tham gia làm kinh tế, và cũng là để hạ thấp vai trò của lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có quân đội và công an tham gia cùng xã hội để đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực sai trái trong xã hội. Ngoài những chiêu trò trên thì họ còn có những chiêu trò gì nữa, thưa đồng chí? Có thể có rất nhiều chiêu trò mới như là xuyên tạc, bóp méo sự thật, rồi thì là tạo sự mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ chiến sĩ về bạn, về thù, về đối tượng và đối tác, rồi triệt để lợi dụng những tiêu cực trong xã hội, trong mở cửa hội nhập quốc tế để mà khuyến khích phát triển chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, và đặc biệt là phủ nhận những giá trị truyền thống tốt đẹp của quân đội, của công an, từ đó làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với quân đội, đối với công an, đối với Đảng, đối với chế độ. Và đặc biệt là có những chiêu trò là bôi nhọ và phủ nhận những giá trị lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như hiện nay cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vậy ý đồ cũng như là sự nguy hiểm của những chiêu trò đó là như thế nào ạ? Ý đồ và sự nguy hiểm của những chiêu trò trên là rất rõ ràng. Đó là sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước đối với lực lượng vũ trang, để nhằm thực hiện phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang của chúng ta bị phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, rệu rã về tư tưởng, không đủ sức để thực sự là trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vậy thì để làm thất bại những âm mưu đen tối đó thì chúng ta cần phải làm gì, thưa đồng chí? Để làm thất bại những âm mưu đen tối đó thì trong tôi cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề đầu tiên trước hết đó là phải tăng cường giáo dục và tự giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân chúng ta nhận thức được đầy đủ những âm mưu, những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, và cũng nhận thức được tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái đó. Đấy là cái giải pháp đầu tiên tôi nghĩ rằng là cần phải tập trung làm tốt đó. Giải pháp mà thứ hai là phải phát huy được vai trò lực lượng đấu tranh chuyên trách. Ví dụ như trong quân đội ta có lực lượng đấu tranh không gian mạng thì phải phát huy tốt vai trò lực lượng này, trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh đó. Và sau đó thì nếu chỉ có phát huy cái vai trò lực lượng nòng cốt thì không đủ, mà phải tất cả hệ thống chính trị toàn dân phải tham gia vào cuộc đấu tranh đó, và mỗi một người dân phải thực sự là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh tư tưởng lý luận. Và đúng như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái buổi làm việc với ngành tuyên giáo, khẳng định là công tác tuyên giáo phải làm cho đảng với dân phải được đồng thuận. Đấy, thì chúng ta phải làm được cái điều đó. Một cái giải pháp nữa là phải xây dựng cái đội ngũ cán bộ quân đội, cán bộ công an phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, nhưng phải tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, và phải có dũng khí mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh cùng với xã hội để đấu tranh, loại bỏ những cái tiêu cực ra khỏi đời sống xã hội. Và có lẽ một cái giải pháp rất quan trọng không thể thiếu được là cần phải có cơ chế chính sách để mà khuyến khích bảo vệ những tổ chức và những cá nhân có nhiều cái vai trò to lớn tích cực trong cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Xin cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng đã tham gia cuộc trao đổi này. Xin cảm ơn MC. Thưa quý vị và các đồng chí, sai phạm của những cá nhân như Đinh Ngọc Hệ, Phan Văn Anh Vũ hay một số cán bộ cấp cao trong lực lượng công an, quân đội mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Cơ quan Bảo vệ Pháp luật đã kiên quyết xử lý gần đây, tuy chỉ là những sai phạm đáng tiếc, là con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng đã để lại những hậu quả xấu, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng vũ trang. Đó là nỗi đau xót và là điều đáng tiếc, nhưng việc lợi dụng những trường hợp cá biệt đó mà phủ nhận bản chất cách mạng, lòng trung thành vô hạn và những thành tích chiến công vô cùng to lớn của lực lượng vũ trang trong nhiều thập kỷ qua, cũng như tước bỏ đi một trong những chức năng quan trọng của quân đội, đó là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất, thì đây là điều mà chúng ta không thể chấp nhận và cần phải mạnh mẽ lên án, bác bỏ. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình sau.